Lan Ngọc mặt trẻ trung, giao lưu gần 500 sinh viên. Lan Ngọc phối áo thun hồng in họa tiết tuổi Tinh với chân váy ngắn, tết tóc hai bên đến buổi giao lưu với sinh viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, tối ngày 9 tháng 11. Phong cách lên đồ và làm đẹp như vậy không chỉ mang đến cho Lan Ngọc diện mạo đồng trang lứa với các khán giả của sự kiện, còn gợi nhắc hình ảnh của chính cô trong màn trình diễn bản hit tuổi xì tinh trên sân khấu show thực tế chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Tại sự kiện, Ngọc nữ điện ảnh Việt chia sẻ với các bạn trẻ Gen Z bí quyết chăm sóc sức khỏe tinh thần và vượt qua những áp lực. Trải lòng về những bình luận khiếm nhã trên mạng, cô khuyên các bạn trẻ không nên bận tâm, bỏ qua những điều bản thân không muốn nghe, không muốn thấy để tập trung vào công việc, mục tiêu của mình. Lan Ngọc tiết lộ những lần gặp khó khăn trong việc tiếp cận, diễn xuất một vai diễn, cô lại về nhà khóc một mình. Những lúc gặp gỡ mọi người, cô giữ cho mình trạng thái vui vẻ, bởi cô chỉ muốn mang đến cho người khác niềm vui và sự tích cực. Tôi hiểu mỗi người đều có những khó khăn riêng. Tôi không muốn câu chuyện của mình làm phiền bất kỳ ai. Chẳng ai có thể giúp bạn giải quyết vấn đề ngoài chính bản thân bạn, nữ diễn viên nói. Về ý tưởng tóc xô, Lan Ngọc cho biết cách đây 2 năm, cô rất xúc động khi xem những bức ảnh sinh viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh làm tình nguyện giữa đại dịch. Khi ấy, nữ diễn viên tự nhủ sẽ ghé thăm ngôi trường này như một lời tri ân. Sau 5 phút mở cổng đăng ký online, sự kiện đã lấp đầy chỗ ngồi. Tại buổi trò chuyện, đông sinh viên có mặt để giao lưu cùng nữ diễn viên nổi tiếng và đặt cho cô những câu hỏi. Tại đây, Lan Ngọc cùng ekip âm thầm chuẩn bị, tổ chức sinh nhật bất ngờ cho khách mời giao lưu cùng cô, bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng. Buổi talk show này nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện Đi tìm niềm vui do Lan Ngọc và Hoàng Quốc Tưởng chung tay thực hiện. Mở đầu chiến dịch, họ đã đến vùng đất Măng Đen, Kon Tum, tự tay nấu ăn, tổ chức chiếu phim, vui chơi cùng những em nhỏ và dành tặng một sân chơi cho các em tại làng Vi Rơ Nghèo. Dự án sẽ tiếp tục nối dài ở các địa phương khó khăn khác. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.